Hello, xin chào bạn, mình là Nam đây, và hôm nay chúng ta có bản update 64 của Weapon Fighting Center. Update này có map 30 năm, map mới có tên là Di Vương Quốc Nguyên Tú, 8 vũ khí mới này, 4 spell mới, thêm cả danh mới nữa. Chắc chắn là có thêm cả event rồi, event chúng ta hết rồi, event trước mình khá là thất bại các bạn ạ. Và các bạn nhớ nhập thêm cái code mới, map 33, chúng ta đã thêm được hai cái tùm nhân 1,5 ta. Ngoài ra thì các bạn nhớ theo dõi hết video để chúng ta cùng tham dự vì event hôm nay thì mình sẽ có event tặng tiếp 3 vũ khí Estic map 33, đam là 222 e dành cho ba bạn may mắn. Và ngoài ra chúng ta có thể có thêm giải khuyến khích nhá. Vì cảm ơn các bạn rất nhiều đã ủng hộ mình trong thời gian qua. Rồi chúng ta cùng đến sự kiện event. Mình biết cái vũ khí gì đây? Đam là 45,3 e. Rồi sự kiện event này thì đây mình nhìn thấy vũ khí rồi, level 341, nhìn khá là chất và nó có cái spat nữa. Event này mình nghĩ là 14 ngày thì có thể mình sẽ xoay ra những cái này. Còn event lần trước thì khá thất bại các bạn, mình không xoay ra được cái vũ khí nào ra hồn ở map 1. Đây, kể cả trong sự kiện event nữa. Hôm nay thì có nhân 2 item nên một ngày chúng ta online đủ thời gian sẽ được 600 cái item từ sự kiện này. Như vậy mỗi lần mở một hộp quà mất 8-5 sự kiện. Đây là cái spell mới này, vũ khí mới này. Không biết nâng cấp nên nó sẽ như thế nào nữa. Rồi mình sẽ thử mở thử xem được cái gì nhá. Đây thì mình sẽ mở được khoảng 7 lần. Đa phần là những phần quà may mắn rồi các bạn. Tỷ lệ nó ra cái phần thưởng lớn là chỉ có 3% thôi. Nhưng cơ hội nếu mình treo nhiều hàng ngày thì mình mở được khá nhiều. Hàng ngày có thể mở được khoảng 20 lần là ngon các bạn. Tỷ lệ ra khá là lớn đấy. Với event hôm nay nhân 5 tam và nhân 2 cái item sự kiện này thì khá đơn giản thôi. Lần cuối cùng chắc chắn là vẫn không ra rồi. Rồi ta cùng xem qua cái những cái spell mới nào. Spell đầu tiên thì nó không gì nổi bật lắm các bạn, đam thì 3,12z thôi. Spell 2 khi các bạn đánh mega chú tẻ nó cộng thêm 12% đam nhé. Các bạn có thêm có một buff nữa thì ngon. Rồi tiếp theo là cái spell này khá là xịn sò này, đam 6,24z và sát thương lại tăng 20% trong vòng 15 giây. Nếu cái spell này sau này mình sẽ lên level 10 và có giảm một chiêu thì mình sẽ thay cái spell sở 5 độc này. Ui, tăng đến spell cuối cùng, đam 4,16z, thời gian một chiêu 20 giây được không ạ? Tỷ lệ ra được những spell này khá là ít các bạn. Đánh ta đánh boss thì tỷ lệ rơi ra cũng không phải 3% đâu thì phải. Tao qua map mới thôi, mất 24 y đá linh hồn thôi các bạn nhé. Với vương quốc nguyên tố, mình thấy có tuyết này, có gió này, không biết còn những nguyên tố gì nữa. Chưa thấy con nửa các bạn. Và nhìn con chúa tể nhìn khá là to và cồng kềnh các bạn này. Mình muốn nhìn thêm lượng máu nó ở là bao nhiêu nhưng mà khá là khó nhìn. Và bây giờ mình sẽ sử dụng hai cái item, một cái nhân 1,5 dam và một cái thêm nhân 2 kinh nghiệm nhá. Tăng nhanh cái kinh nghiệm thì bên đây danh mới. Và chắc chắn là mở rộng một lần cái Thunder Estic này, dam cộng thêm 120 e nữa rồi. Các bạn thấy thanh kinh nghiệm mình lên khá là nhanh này. Vậy mỗi lần đánh mình thấy tăng 5%. Chắc mình lên danh này chắc chỉ mất khoảng 2 phút thôi. Và mỗi con chữ tẻ lên vài chục phần trăm này các bạn. Đam càng to các bạn, càng nhanh nhé. Hay là mình đang dùng cái item nhân 2 kinh nghiệm. Nếu còn chú tải này mình sẽ lên danh luôn thôi. Và như vậy đã đủ 100% rồi, mình sẽ lên danh mới luôn thôi. Và mất 100 100 y đấy, hồn 400 MQ. Máu từ 24Z lên 80Z. Sát thương vũ khí và sát thương phép thuật sẽ cộng khoảng 135%. Rất là nhiều các bạn. Như vậy đam các bạn tăng khá là ok này. Và như vậy sau cái bản cập nhật sau mình nghĩ nó sẽ có thêm những cái spell dành cho cái danh mới này, dành Immortal này. Lên luôn thôi các bạn này. Mỗi lần lên danh nhìn khá là hấp dẫn các bạn. Thì hơi khá là đẹp. Bây giờ mình sẽ thử đi đánh con boss 3 năm xem nó khó đánh không các bạn này. Ngoài nâng cấp miễn phí một lần cây Thunder này thì cây này chúng ta sẽ được nâng cấp miễn phí một lần nhé. Nhưng level mình đang khá là thấp nên cộng có 80 e các bạn. Cái này thì nâng cấp lên level nó cũng mất khá ít kinh nghiệm thôi. Hy vọng là sau cái map này thì mình có thể nâng được khoảng hơn 2 e một chút cái cây đấy.
trước khi đánh con mắt tím, con boss mắt tím thì mình phải đánh con boss bình thường rồi đó. Chúng tôi ở bên này chúng nó chỉ cho chúng ta mở một chat một thôi. Với nghĩa hôm nay có event nhân 5 đam thì các bạn đánh farm khá là ok. Và con boss này cũng khá là dễ đánh các bạn. Máu nó chỉ có 170 y thôi. Nhưng mà mình sẽ giải quyết trong khoảng 30 giây là có thể giết con boss này rồi. Và những cái siêu thức của nó tung ra thì không thấy khó chịu lắm, mình vẫn có thể tránh né được này. Và như vậy boss chết rồi. Với tỷ lệ mở cái chest này ra mình sẽ thử mở xem được spell không nhá. Spell tỷ lệ ra có 0.11% thôi. Là rất thấp ra được cái spell mới. Spell exotic đấy. Và mỗi map mới chúng ta không thể quên cái nhiệm vụ nâng cấp Never Zone Pet được. Mất khoảng 83.27 MQ mình sẽ nâng cấp được 10 Never. Như vậy sẽ lên Never 372. Và đam cũng là nhiêu đây. 2.98Z. Phải nói là phụ đam rất chi nhiều các bạn ạ. Nếu mình dùng con pet lucky ấy, lượng đam nó không gây ra không nhiều như này đâu. Và mình vẫn thích con pet này nhất này. Và với bản update 64 này thì boss server nó sẽ tăng lượng máu này, tăng cả sát thương nữa. Hiện tại mình đã có danh mới rồi nhưng mà con boss nó chỉ gõ gái chết hoặc là trúng một cái spell của nó là mình chết luôn ạ. Thực ra để đi với lượng đam của mình thì nó không cao, để đi top 1 thì không khó lắm. Nhưng mà để được giết được boss thì nó liên quan đến tính may mắn thôi. Hoặc là đam phải trụ thì rất chi là nhiều. Cái này lượng máu mình không còn nhiều nữa. Và bây giờ con boss CM này nó gõ cái là mình chết thôi. Mình làm sao để tránh làm sao là tốt đấy. Cái máu còn rất ít nữa, nó gõ mình nhỉ. Gần chết rồi các bạn. Để nó không nhìn tìm thấy ai để giết nó sẽ quay lại giết mình biết ngay mà. Một cái gõ thường nó mới chết à. Ui, chết rồi các bạn. Có khi con boss gần chết rồi. Mình trở lại thì tỷ lệ mình giết boss thì khá là cao. Ui, vừa thằng boss chết rồi. Nhưng mà không sao. Như vậy người giết boss là bạn số nào? Đứng thứ 9 cơ. Không sao các bạn. Mình top 1 được rồi. Và sau khoảng 3 phút treo máy thì mình cũng may mắn được một cây Sutic ở map 35 này, đam 36.2E và hai cây vĩnh cửu rồi nữa, mà đam cũng 18.1E rồi. Cái này thì bình thường bây giờ đang bán với giá khoảng 45 ra đi này, còn cây Sutic thì mình nghĩ chắc khoảng 70-80 ra đi này, các bạn có thể có này. Và mỗi lần nâng cấp lên 1 cộng thì mất 3 NO rồi. Nó tốn khá nhiều đá linh hồn. Nó gấp 37 lần so với cái Exotic ở map 34. Như vậy để lên 1 cộng 10 thì mất khá nhiều thời gian đấy các bạn. Và chúng ta đến event ngày hôm nay thôi. Phần thưởng chúng ta sẽ là 3 cây Exotic map 33. Đang là 222E. Như vậy cây này các bạn lên tầm 300-400E nó khá đơn giản thôi. Ngày mai sẽ di chuyển lại tham EXP ở map 9 rồi. Và các bạn thẻ lệ thì vẫn như những lần trước thôi, các bạn comment cho mình từ số 1 đến số 40. Mỗi bạn hãy chọn ra một số nhé, mình sẽ tạo vòng quay may mắn. Và số của bạn nào thì các bạn đấy sẽ nhận là phần thưởng. Các bạn hãy chú ý video của mình nhé, ngày mai mình sẽ công bố kết quả. Và video của mình hôm nay đến đây kết thúc rồi, các bạn đã xem video mình nhé. Các bạn hãy giúp mình một like, một share và nhấn subscribe nhé. Bye bye.